Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, trong đó có việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Tuy nhiên, lộ trình triển khai chưa được nêu cụ thể. Theo đó, giá dịch vụ thoát nước đề xuất tăng dần theo lộ trình 5 năm và thông qua giá nước sạch. Cụ thể, năm thứ nhất thu bằng 10% giá nước, năm thứ năm thu khoảng 35%. Mức giá thành phố đưa ra thấp hơn các tỉnh thành đang thực hiện những trường hợp phải nộp tiền dịch vụ thoát nước bao gồm hộ gia đình, hộ kinh doanh, doanh nghiệp cơ quan hành chính tại 12 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và chính phường của thị xã Sơn Tây, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ một phần hoặc miễn nộp giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.